Tin giáo xứ Bánh Sáng Giáo sứ Bánh Sáng mừng ngày của cha Trong tâm tình yêu mến và biết ơn đến những người cha trong gia đình Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Thiếu Nhi ngày 17 tháng 6 năm 2018 Cha sở Geronimo Nguyễn Phi Hùng Đã long trọng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho những người cha Đây là dịp tôn vinh những người làm cha trong giáo hội và xã hội ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như ngày của cha là một món quà ý nghĩa chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha mình đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn cùng với ngày của mẹ đây là dịp để con cái thể hiện và bày tỏ tình yêu thương và lòng kính trọng với cha mẹ của mình Nhân dịp này, các em thiếu nhi trong giáo xứ đã có những lời chúc, những điệu múa yêu thương cùng những cành hoa hồng tươi thắm gửi đến người cha chung trong giáo xứ, cha tránh xứ Geronimo Nguyễn Phi Hùng và những người cha của chính các em. Cuối thánh lễ đại diện cho những người cha trong giáo xứ, cha Geronimo gửi lời cảm ơn đến các em thiếu nhi đã dành những lời tri ân yêu thương đến những người làm cha và cha ước mong các em luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời siêng năng bởi vì tất cả những điều đó sẽ là những cành hồng tươi thắm dâng lên chúa vị cha chung trên nước trời